Xin chào, mình là Phương Thảo, giảng viên ngành nail tại Học viện Thẩm mỹ Quốc tế Vơ Sinh Hà Nội. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người vẽ chú gấu Galaxy bằng màu mắt mèo nhé. Đầu tiên, chúng mình cần chuẩn bị một lớp nền màu đen. Sau khi hơ máy 30 giây, mình sử dụng màu mắt mèo tùy ý để vẽ mặt gấu và các bộ phận khác. Mọi người lưu ý nên chọn các màu sáng. Khi đã vẽ được khung thì mình sử dụng cọ tô để tô kín phần màu bên trong. Tiếp theo, dùng thanh nam châm và sử dụng đầu đẩy để đẩy các vệt sáng lên phần bên trên. Tiếp tục hơ máy. Ở bài này, khi vẽ xong mỗi bộ phận, ta dùng nam châm đẩy rồi phải hơ luôn, chứ không đợi vẽ hết toàn bộ hình mới hơ mọi người nhé. Mình lặp lại các bước tương tự như trên với các bộ phận khác. Sau khi hoàn thành xong hình dáng chú gấu bằng màu mắt mèo, chúng ta sẽ tạo điểm nhấn như mắt, mũi bằng gel vẽ màu đen. Vẽ viền lại toàn bộ để làm nổi bật từng bộ phận mọi người nhé. Mình dùng chấm bi tạo cho mắt trông long lanh hơn bằng gel vẽ màu trắng. Để hoàn thành bài, mình sẽ kết thúc bằng lớp top mọi người nhé. Chúc mọi người thành công. Đừng quên subscribe kênh YouTube của Học viện và ấn vào biểu tượng hình chuông để theo dõi các bài học tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.